Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sừng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo thầy thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 tri tộc Israel. Và phạm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Thưa anh chị em, chúng ta đều biết của cải vật chất có sức mạnh của riêng nó. Người nhiều của thường bám vào của cải và lấy của cải làm đảm bảo, làm an toàn cho chính mình. Họ quên một khía cạnh Tuy của cải có giá trị Nó giúp con người sống xứng đáng với phẩm giá Nhưng nhiều của cải không là bằng chứng để đảm bảo cho hạnh phúc đời đời Nếu họ chỉ bám vào của cải Như Chúa Giêsu đã cảnh báo Kho tàng anh ở đâu thì trái tim anh ở đó Hoặc chỗ khác Chúa Giêsu nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Như thế, của cải có sự nguy hiểm của nó. Đến độ Chúa Giêsu dùng hình ảnh có tính hoa rủ, có tính cường điệu. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Thực ra Cách nói của Chúa Giêsu không có nghĩa trong nước trời không có chỗ cho người giàu. Không phải như vậy. Nước trời vẫn có chỗ cho người giàu và người giàu vẫn có thể vào nước trời, thưa anh chị em. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông Gia Kêu là một người giàu có thế nhưng khi chúa đến gặp ông ông đã tự nguyện chia tài sản của mình cho mọi người nên ông có chỗ trong nước trời vì ông rất tự do với của cải của mình ông tự do với của cải của mình thưa anh chị em sở dĩ người giàu khó vào nước trời là vì nếu sự giàu có của họ được làm ra từ những việc làm bất chính như là tham nhũng như là lừa đảo những việc làm giàu có từ những việc làm bất chính bất lương ấy thì thật ra không xứng đáng với nước trời cũng vậy trong nước trời cũng không có chỗ cho những người giàu có mà lại sống ích kỷ chỉ biết tích lũy và vun vén cho bản thân mình mà lại vô cảm với những người xung quanh, vô cảm với những người nghèo khổ, đói rách. Của cải của những người giàu có ấy trở nên một vật cản, trở nên cồng kềnh trước cái hành trình tiến về nước trời. Những người như thế thật sự khó vào nước trời. Thưa anh chị em, dĩ nhiên Chúa Giêsu không chỉ nói về sự giàu có về vật chất đâu mà Chúa còn nói về cả những sự giàu có, về tài năng, về địa vị nữa. Những người giàu có về tài năng, về địa vị, về địa vị thường rất là tự cao, tự mãn về chính mình. Họ mải mê xây đắp cuộc đời trần thế này mà quên rằng tất cả chúng ta đang là nữ khách đi đường. Họ lãng quên Thiên Chúa vì họ mải mê xây dựng cuộc sống hôm nay. Họ không dám mất mà chỉ muốn được Họ không dám cho mà chỉ muốn nhận Và tích lũy càng nhiều càng tốt Những người giàu có ấy cũng thật khó vào nước trời Đức Thánh Trà Francisco đã viết Những người tin rằng mình giàu có Thành công và an toàn Thì dựa vào mọi thứ và sống khép kín với thiên chúa cũng như với anh em mình trong khi những người biết mình nghèo và không đủ tự chủ thì vẫn mở lòng ra để đón nhận thiên chúa và tha nhân và họ tìm thấy niềm vui những người như thế họ tìm thấy niềm vui vì biết nương tựa vào chúa từ những cái hình ảnh chúng ta suy niệm trên chúng ta mới hiểu câu hỏi mà ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu thầy coi phần chúng con chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy chúng con sẽ được những gì và Chúa hứa sẽ cho họ xét xử 12 chi tộc Israel trong ngày tận thế thưa anh chị em Câu hỏi của Thánh Phêrô thuở xưa vẫn là câu hỏi của Kitô hữu hôm nay. Chúng ta vẫn hỏi về cái được và cái mất khi tin và đi theo Chúa Giêsu. Rất có thể vì là Kitô hữu mà chúng ta mất nhiều thứ. Mất nào là danh lợi, chức quyền, nào là đam mê trần thế. Ta có thể phải bỏ nhiều thứ mà thiên hạ coi là giá trị, là khôn ngoan, là hơn người chỉ vì chúng ta là kỳ tổ hữu. Và chúng ta mong muốn một điều cao cả duy nhất đó là được biết Chúa Kitô và ở lại trong người. Được biết Chúa Kitô và ở lại trong người. Vậy thưa anh chị em Xin cho sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay cho mỗi chúng ta biết lắng nghe, biết đón nhận và biết sắp đặt hệ quy chiếu giữa chúng ta với vật chất của cải và giữa đời sống hôm nay với nước trời mai sau. Biết rằng sự giàu có là điều mọi người mong muốn, nhưng đừng để vật chất cản lối khiến chúng ta lãng quên Thiên Chúa không còn thời gian để thờ phượng người xin cho mỗi người chúng ta đừng quên thiên chúa và đừng quên rằng chúng ta đang là nữ khách đi đường nước trời mới là điểm hẹn sau cùng của cuộc hành trình con người chúng ta và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ được chung chia hạnh phúc với đấng mà chúng ta tin và đang từng ngày đi theo. Amen.